Lúc đầu nhìn tụi mình xúc động một tí, nhưng mà nhìn cái cặp ông mày trước của mình thật sự là không muốn nhìn luôn. Quá xấu, không có một cái kỹ thuật gì là nó không được về về màu sắc, về dáng, tất cả mọi thứ nó đều không ổn. Và chị yên tâm đi, em là chuyên gia kiểu đến thảm họa là một ngày chị ăn và sẽ thảm họa thôi, là cái thứ yên tâm là nó sẽ ổn nhé. Đến bây giờ nó có một bộ lông mày rất là ưng ý luôn, thật sự là trong mơ luôn ấy. Dạ. Không nghĩ được đẹp như thế đâu. Đến chị... đây cũng kiên trì và được sự tận tâm giúp đỡ của mọi người, nên hôm nay mình thấy rất là vui và cảm thấy rất là may mắn. Dạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ, không có gì đâu chị ạ.